Trong một bài đăng trên Telegram, ông Zelensky cho biết Ukraine có thể nhìn thấy mọi địa điểm nơi Nga tập trung quân đội Triều Tiên trên lãnh thổ của mình. Chúng tôi có thể tấn công phủ đầu nếu có khả năng làm như vậy bằng một đòn tấn công tầm xa. Nó phụ thuộc vào các đối tác của chúng tôi, ông viết. Ông tiếp tục, nhưng thay vì tấn công tầm xa rất cần thiết, Mỹ chỉ đang đứng nhìn, Anh đang đứng nhìn, Đức đang đứng nhìn, mọi người chỉ đang chờ quân đội Triều Tiên bắt đầu tấn công người Ukraine. Ông Zelensky từ lâu đã xin các đồng minh phương Tây cho phép sử dụng vũ khí tấn công sâu vào lãnh thổ của Nga. Trong khi Anh và Pháp được cho là đã thúc đẩy việc cho phép các cuộc tấn công như vậy, thì Mỹ và Đức vẫn tỏ ra miễn cưỡng vì sợ khiêu khích Tổng thống Nga Vladimir Putin. Các quan chức Mỹ cho biết trong cuộc họp báo hôm thứ Năm trong tuần rằng khoảng 8.000 binh sĩ Triều Tiên đang ở khu vực tiền tuyến cớt của Nga và dự kiến sẽ tham chiến trong vài ngày tới. Chúng tôi chưa thấy những đội quân này được triển khai để chiến đấu chống lại lực lượng Ukraine, nhưng chúng tôi dự đoán rằng những binh sĩ Triều Tiên này sẽ tham chiến cuộc chiến chống lại Ukraine trong những ngày tới. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết tại hội nghị, ông cũng tin rằng lực lượng Nga đã huấn luyện binh lính Triều Tiên về các hoạt động pháo binh, máy bay không người lái và bộ binh cơ bản. Ông Austin nói thêm rằng quân đội Triều Tiên sẽ trở thành mục tiêu quân sự hợp pháp nếu họ tham gia chiến đấu hoặc hỗ trợ các hoạt động chống lại Ukraine. Vụ việc xảy ra giữa lúc Triều Tiên tuyên bố đã thử nghiệm cái mà họ gọi là tên lửa chiến lược mạnh nhất thế giới. Tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM mới được cơ quan truyền thông nhà nước Triều Tiên xác định được phóng vào hôm 31 tháng 10 và bay hơn 1.000 km, khoảng 620 dặm trong khoảng 86 phút trước khi đáp xuống biển Nhật Bản. Các chuyên gia nói rằng kích thước của tên lửa ước tính dài khoảng 92 feet, tương đương với 28 mét, có thể sẽ ảnh hưởng đến khả năng di chuyển của nó trong một cuộc xung đột. Trả lời tin tức về vụ thử tên lửa trên nền tảng X, ông Zelensky nói rằng thế giới chỉ đơn giản là đang theo dõi mối đe dọa từ Triều Tiên ngày càng gia tăng. Hàng nghìn binh sĩ Triều Tiên đã có mặt gần biên giới Ukraine chuẩn bị chiến đấu và thế giới vẫn đang theo dõi, ông viết. Dữ liệu cập nhật từ 47 bang và quận Columbia cho thấy khoảng 71,5 triệu cử tri Mỹ đã bỏ phiếu bầu Tổng thống. Theo một cuộc khảo sát mới, Phó Tổng thống Kamala Harris bất ngờ giành lợi thế trước đối thủ Donald Trump tại bang Iowa. Theo những dữ liệu do đài CNN, công ty nghiên cứu Edison Research and Catalyst, các nhà phân tích và nhóm hoạt động phi lợi nhuận thu thập tới ngày 2 tháng 11, số cử tri Mỹ tham gia bỏ phiếu sớm trước ngày tổng tuyển cử 5 tháng 11, tương đương khoảng 45% trong tổng số 158 triệu phiếu bầu Tổng thống năm 2020. Cách đây 4 năm, giữa đại dịch COVID-19, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu sớm lên tới 70%. Cho đến nay, 14 bang đã vượt 50% tổng số phiếu bầu Tổng thống vào năm 2020. Dẫn đầu trong số này là bang Georgia, nơi tỷ lệ bỏ phiếu trước ngày bầu cử quốc gia hiện đạt 80% tổng số phiếu cách đây 4 năm. Báo Guardian đưa tin, một cuộc khảo sát mới ở bang Iowa cho thấy Phó Tổng thống Harris của Đảng Dân Chủ bất ngờ dẫn trước đối thủ Trump ở Iowa, một bang được coi là an toàn đối với Đảng Cộng Hòa. Theo cuộc thăm dò dư luận do công ty Seltzer thực hiện cho báo Des Moines Register và công bố kết quả vào ngày 2 tháng 11, bà Harris đang dẫn trước ông Trump 3 điểm ủng hộ tại bang Trung Tây Iowa, nơi cựu Tổng thống từng thắng cử vào năm 2016 và năm 2020. Kết quả thực sự khiến giới phân tích sửng sốt vì ở một cuộc khảo sát tại đây hồi tháng 9, ông Trump dẫn trước bà Harris 4 điểm. Cựu lãnh đạo Nhà Trắng thậm chí còn vượt xa đối thủ Dân Chủ tới 18 điểm trong một cuộc khảo sát hồi tháng 6. Dù các chuyên gia chính trị và những người thăm dò ý kiến rất cảnh giác với việc quá coi trọng bất kỳ cuộc khảo sát nào, nhưng họ lưu ý Seltzer là tổ chức thăm dò uy tín với thành tích tốt ở Iowa. Giới quan sát tin, nếu bà Harris còn có thể cạnh tranh với ông Trump ở Iowa, điều đó có thể định hình lại cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay một cách triệt để. Việc các cuộc thăm dò trước bầu cử cho ra những kết quả trái ngược nhau là điều không hiếm ở Mỹ. Quy mô khảo sát tương đương nhau nhưng thời gian tiến hành khác nhau tất nhiên cho ra các kết quả khác nhau. Bất kỳ ai giành chiến thắng tại Iowa sẽ thu thập được 6 phiếu đại cử tri, tổng cộng cần có 270 phiếu để giành được Nhà Trắng. Iowa và New Hampshire là hai bang có kết quả bầu cử đầu tiên tại Mỹ, do đó đây là hai tâm điểm đánh giá kết quả bước đầu. Nhiều trường hợp kết quả của toàn quốc khác với kết quả tại hai bang này.
Cả Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa đều tập trung các nỗ lực cuối cùng của chiến dịch tranh cử vào 7 tiểu bang chiến trường như Bắc Carolina, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Nevada, Georgia và Arizona. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda nói với Kiev không còn coi Warsaw là một trong những đối tác quan trọng của mình vì số lượng viện trợ không được nhận nhiều như trước. Mối quan hệ giữa hai nước bắt đầu xấu đi vào năm ngoái, nhưng cho đến nay giới tinh hoa cầm quyền vẫn phủ nhận điều này. Tại sao không có một đồng minh nào gần Ukraine? Tình yêu đã biến mất. Nói về nguồn cung cấp vũ khí, ông Duda nhấn mạnh rằng vào năm 2022, Ba Lan đã cung cấp mọi thứ có thể và rất nhanh chóng. Theo ông, Warsaw rất tự hào về điều này, nhưng đơn giản là họ không thể làm gì khác. Về vấn đề này, Tổng thống Duda chỉ ra sự xích lại gần nhau giữa Kiev và Berlin. Ông nói trong một cuộc phỏng vấn với Radio Z rằng Đức mạnh hơn chúng tôi về mặt kinh tế và tài chính. Các mối quan hệ đã nguội lạnh đến mức ông Zelensky không cần thiết phải cho người Ba Lan xem phụ lục bí mật trong kế hoạch chiến thắng của mình. Ông Duda kết nối điều này với thực tế là chính quyền Ukraine không tính đến Ba Lan bởi vì họ biết rằng Warsaw vẫn sẽ không thể giúp đỡ. Đúng là người Ba Lan vẫn có MiG-29, nhưng để chuyển giao chúng, NATO cần có sự đảm bảo về việc thay thế bằng máy bay chiến đấu của Mỹ, ông Duda nói. Ông Zelensky không giấu sự phẫn nộ. Đây là những chiếc máy bay của NATO, chúng tôi thực sự muốn nhận những chiếc MiG từ Ba Lan, nhưng họ đã từ chối chúng tôi vì bản thân họ không đủ. Đáng chú ý là Ba Lan đang mua từ Hàn Quốc 980 xe tăng K2 Black Panther, 648 pháo tự hành K9 Thunder, 48 máy bay tấn công hạng nhẹ FA-50 War Eagle và 288 hệ thống tên lửa phóng loạt K239 Cheemu. Thỏa thuận này trị giá 34,4 tỷ USD và ông Duda đảm bảo những vũ khí này sẽ không bao giờ đến được Ukraine vì chúng được mua bằng tiền của người nộp thuế Ba Lan. Tình trạng bất ổn ở Ba Lan. Năm 2023, truyền thông Kiev giải thích các vấn đề với Ba Lan trong cuộc bầu cử quốc hội. Họ nói vì muốn cải thiện xếp hạng của mình, họ đã ra quyết định thuyết phục cử tri bằng các hãng vận tải Ukraine, người tị nạn và nông dân phải chịu trách nhiệm về những khó khăn của họ. Tuy nhiên, ngay cả vào năm 2024, mối quan hệ vẫn không được cải thiện. Đảng Bảo thủ Cánh hữu luật và Đoàn kết PIS đã trở thành phe đối lập sau cuộc bầu cử và nội các mới được thành lập bởi một liên minh phức tạp gồm những người theo chủ nghĩa tự do, cánh tả và những người bảo thủ. Theo khảo sát của IBRIS, 53,4% người Ba Lan đánh giá tiêu cực về hoạt động của chính phủ của Thủ tướng Tusk. Đồng thời, trong số những người ủng hộ PIS có 85 người chỉ trích và trong số những người một năm trước đây đã bỏ phiếu cho các thành viên liên minh cầm quyền từ 11 đến 41%. Chẳng hạn, cánh tả không hài lòng rằng để làm hài lòng các đối tác bảo thủ của mình, Thủ tướng đã phải từ bỏ trường hợp hợp pháp hóa việc phá thai. Warsaw vẫn phản đối nông dân và tài xế xe tải Ukraine bảo vệ lợi ích của chính các nhà sản xuất của mình và không có vấn đề nóng lên nào được lên kế hoạch với Kiev. Một chuyên gia tại Đại học Tài chính thuộc chính phủ Nga Denis Denisov tin rằng trong tình hình hiện tại người Ba Lan cho rằng cần phải tìm kiếm những ưu đãi nhất định từ Ukraine, bao gồm cả vấn đề về vụ thảm sát Volyn. Kiev này không dễ bị tổn thương, Warsaw muốn tận dụng cơ hội. Chính quyền Ukraine không thích điều này và giờ chúng ta đang chứng kiến một cuộc đấu tranh ngoại giao và điều này sẽ xảy ra với bất kỳ chính phủ Ba Lan nào. Ông lưu ý trong một cuộc phỏng vấn với RIA Novosti. Warsaw đang dần tái vũ trang nhưng không còn muốn giúp đỡ Kiev như hai năm trước. Các ưu tiên đã thay đổi. Nếu trước đây các đồng minh của Ukraine hy vọng tăng cường an ninh của chính họ bằng cách trang bị vũ khí cho lực lượng vũ trang Ukraine, thì giờ đây họ nghĩ rằng tốt hơn là nên để giữ chúng cho riêng mình, chuyên gia nhấn mạnh. Ngược lại, cựu nhà ngoại giao Ukraine Rostislav Ischenko nhắc nhở trong chính trị không có bạn bè và nếu ai đó muốn thuyết phục bạn về sự chân thành của họ, điều đó có nghĩa là họ sẽ ăn trộm thứ gì đó.